Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát, diễn biến phức tạp ở nhiều nước, nhiều đơn vị y tế đã lâm vào tình trạng thiếu nhân lực cho các hoạt động thường quy như phát hiện chủ động, xét nghiệm, chẩn đoán, kiểm soát nhiễm khuẩn. Hiện số lượng người đến khám chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế đang giảm mạnh. Ở nhiều nơi, trong thời gian thực hiện lệnh cách ly xã hội, số lượng bệnh nhân đến khám giảm từ 30 cho đến 50%. Đáng chú ý, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố kết quả của mô hình đánh giá tác động ngắn hạn của đại dịch COVID-19 lên số ca tử vong do lao trong năm 2020, cho thấy tử vong do lao sẽ tăng đáng kể trong năm 2020. Theo ước tính, tác động của dịch COVID-19 lên công tác đối phó với bệnh lao trong năm 2020 tương đương với một bước lùi 5 năm. Chính vì thế, không đợi bệnh nhân đến cơ sở mà bệnh viện cần chủ động tiếp cận bệnh nhân trong thăm khám chữa bệnh đang là giải pháp được hướng tới. Chúng ta thấy rằng những cái ước tính của Tổ chức Thế giới cũng như là Liên minh phòng chống lao toàn cầu thì bệnh lao cũng như là sốt rét, HIV và một số những bệnh lý khác đều có ảnh hưởng của COVID-19. Những người bị lao bị chậm phát hiện và những cái cơ hội để chữa sớm, chữa khỏi đã đi giảm đi rất nhiều. Ước tính là hình ảnh về phòng chống lao trên thế giới đã phải đẩy lùi lại mất 5 năm, từ năm 2017-18, thì chúng ta đã nhận định rằng là phát hiện chủ động sẽ là một cái định hướng rất lớn của chương trình nếu như chúng ta muốn chấm dứt bệnh lao. Vậy như vậy thì chúng ta có thể nói rằng hai cái phương tiện chính thôi. Phương tiện đầu tiên là phải có máy X-quang. Nếu máy X-quang mà để cố định ở trong nhà thì chắc chắn là rất là khó. Không phải bệnh nhân nào cũng có thể đến bệnh viện nếu như chúng ta phát hiện chủ động, không thể số lượng lớn được. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã vận động quỹ toàn cầu ủng hộ cho Việt Nam sử dụng chiến lược 2X đó bằng cách là đầu tư xe X-quang di động. Việt Nam có những đặc thù riêng về địa hình, dân số và Việt Nam cũng có rất nhiều các khu vực rộng lớn ở bên ngoài bệnh viện mà ở đó người dân có nhu cầu rất lớn trong việc tiếp cận các hoạt động chữa bệnh. Tuy nhiên, có thể đặc thù điều kiện cơ sở vật chất tại khu vực đó không cho phép, bởi vậy nên việc thực hiện khám chữa bệnh chủ động là cần thiết. Nhằm góp phần chủ động trong việc khám chữa bệnh cho người dân, mới đây, Bệnh viện Phổi Trung ương đã đưa vào sử dụng sản phẩm hệ thống xe chụp X-quang kỹ thuật số lưu động do Công ty Liên doanh Y học Việt Nam Hàn Quốc nghiên cứu, thiết kế. Ngoài ưu điểm giúp công tác chẩn đoán và điều trị được chính xác, hiệu quả hơn, việc chụp X-quang kỹ thuật số lưu động còn góp phần giảm tải số lượng bệnh nhân đến thăm khám ở bệnh viện. Trước mắt các bạn đây là hình ảnh của một cái xe X-quang kỹ thuật số lưu động. Thì hiện nay này bệnh viện chúng tôi thì đang có đến 4 chiếc xe như thế này. Trên mỗi một cái xe này là lắp một cái hệ thống máy quang kỹ thuật số tương đối hiện đại. Và nó có thể xử lý bệnh nhân một cách rất nhanh chóng. Cái số lượng chụp lớn trong một ngày cũng được. Bệnh nhân cứ cởi áo xong đi lên, xong chụp xong đi xuống. Và toàn bộ hệ thống ảnh chụp cũng như là kết quả chụp sẽ được lưu giữ ở trong máy. Cũng chúng tôi cũng có thể đọc ở tại xe hoặc chúng tôi có thể chuyển về trung tâm, tức là chuyển qua mạng về khoa chẩn đoán hình ảnh để đọc trong cùng một cái thời gian như vậy. Và trong mấy năm vừa qua thì tất cả những hệ thống này của chúng tôi ấy đã tham gia vào cái chiến lược 2X, tức là gì ạ? Đi sàng lọc lao chủ động. Hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số lưu động được thiết kế trên nền xe tải, chia làm hai phần gồm xe và thùng. Trong đó, thùng được dùng để đặt hệ thống chụp với một phòng X-quang và phòng điều hành, nơi nhân viên y tế thực hiện các thao tác hướng dẫn, chụp chiếu. Khu vực buồng chụp X-quang kỹ thuật số lưu động được trang bị máy chụp với một tấm cảm biến nhận ảnh. Đây là hai phần chính yếu của thiết bị. Từ máy chụp, các chùm tia X có bức xạ cao được phát ra, xuyên qua thành phần dịch và các mô mềm trong cơ thể người. Chùm tia gặp bộ phận thu nhận là detector hoặc màn chiếu và trải qua quá trình xử lý hình ảnh để cho ra kết quả cuối cùng. Từ đó tạo ra hình ảnh giúp các bác sĩ có thể quan sát và có những chẩn đoán bệnh chính xác. So với việc chiếu chụp tại các cơ quan bệnh viện, hình thức chụp X-quang kỹ thuật số lưu động này được các chuyên gia đánh giá là hoàn toàn đáp ứng được về chất lượng hình ảnh. Từ lúc là gọi là Viện Chống lao Trung ương cũng như là Bệnh viện Phổi Trung ương bây giờ thì cũng đã hình thành những cái hệ thống X-quang lưu động để mà đi khám lao chủ động cho dân ở trong ngoài cộng đồng. Thế nhưng mà những cái hệ thống trước kia thì đấy là những hệ thống mà đa số là được viện trợ hoặc là mua, nhưng mà máy móc thì nó bằng công nghệ cũ, tức là thậm chí là phải rửa phim bằng tay, những cái cuộn phim bé tí người ta gọi là phim 77. Nhưng ngày nay thì những hệ thống này là những hệ thống hết sức hiện đại và có thể nói là nó là những cái thế hệ máy mà kỹ thuật số mới nhất bây giờ, hiện đại nhất bây giờ. Nó có thể xử lý chụp phim rất nhanh và lưu giữ hình ảnh rất là tốt. Và ứng dụng công nghệ thông tin ở trong những hệ thống này thì
chúng tôi có thể là đọc tại thực địa hoặc là đọc tại trung tâm đều được. Và đặc biệt ấy, là hệ thống này là hệ thống mà chuyên để chụp cho phổi. À, nếu một cái xe như thế này thì các bạn biết rồi, nếu mà huy động hết công suất thì một ngày có thể chụp được trên 1.000 bệnh nhân. Và chất lượng phim thì tôi khẳng định là không thua kém gì chất lượng phim của những cái máy công suất mà có thể lắp vào tại các khoa X quang mà bây giờ chúng tôi vẫn dùng. Một chiếc xe chụp X quang kỹ thuật số lưu động như thế này có công suất chụp khoảng 1.000 ca trên một ngày. Hình ảnh đưa ra có thể thể hiện bằng ảnh, đĩa DVD hoặc in phim laser hay phim in nhiệt. Ngoài ra, xe có thể làm việc trong mọi điều kiện thời tiết nắng nóng, bảo đảm di chuyển linh hoạt theo yêu cầu cho các hoạt động khám tại các khu vực ngoại viện. Với tính chất sử dụng tia X, một dạng bức xạ năng lượng cao để chụp, nên toàn bộ phần thùng xe được thiết kế vách trì, đáp ứng các yêu cầu an toàn bức xạ, bảo đảm không để lọt tia X trong quá trình chụp chiếu. Với một chế độ chụp rất là ổn định, thì đấy là một cái lợi thế mà có thể nói rằng là rất là lớn. Và X quang di động thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả những bệnh viện có đủ điều kiện để thực hiện cái gọi là phát hiện chủ động. Trên đó chúng ta có thể đọc phim từ xa, kết nối với lại phần phương tiện Internet, và thậm chí chúng ta đang nghiên cứu để sử dụng các cái gọi là trí tuệ nhân tạo để đọc phim sàng lọc thì sẽ rất có lợi thế. Theo các nhà thiết kế, để chế tạo một hệ thống xe chụp X quang kỹ thuật số lưu động như trên, điều cốt lõi nằm ở việc thiết kế, điều chỉnh thiết bị chụp sao cho phù hợp với không gian hạn chế trên xe và xây dựng phần thùng xe đáp ứng các yêu cầu về an toàn bức xạ. Từ những nguyên liệu thô đầu vào, những tấm thép sẽ qua quá trình cắt, uốn bước đầu rồi được đưa vào máy cắt CNC để đưa ra các linh kiện chính xác. Phía sau chúng ta là hệ thống máy cắt. Đây là hệ thống rất đặc biệt bởi với hệ thống này thì chúng tôi có thể tối đa hóa số lượng sản phẩm sản xuất ra. Từ đây giúp cho nâng cao sản lượng. Với đặc trưng của nền công nghiệp và với một quy mô cần sản xuất nhiều sản phẩm, thì đây là một thiết bị rất cần thiết cho hoạt động sản xuất của chúng tôi. Đây là hệ thống X quang đồng bộ với cấu hình bao gồm máy phát cao tần, bóng X quang, cáp cao thế, bộ chuẩn trực, hệ thống chuyển động đứng đồng bộ của đầu đèn và tấm nhận, hệ thống thu nhận ảnh, trạm làm việc, thiết bị lưu trữ và chuyển đổi nguồn điện PSU. Do được thiết kế tối ưu, linh hoạt nên hệ thống tiết kiệm không gian vốn rất hạn chế của xe, mang đến hiệu quả thăm khám cao, đáp ứng số lượng bệnh nhân lớn, đặc biệt phục vụ cho công tác khám lưu động. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng tôi cũng đã thực hiện một công đoạn rất quan trọng trong việc lắp đặt của hệ thống thiết bị này. Và sau khâu này thì chúng ta sẽ chuyển máy đến bộ phận QC để có thể kiểm tra và đồng bộ lại máy trước khi chúng ta chuyển đến và lắp đặt ở trên xe. Hãy cùng chúng tôi xem thiết bị này hoạt động như thế nào. Với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh nói chung và máy chụp X quang nói riêng, thì việc thiết kế, thi công và lắp đặt sẽ phải đáp ứng theo những yêu cầu kiểm định, đặc biệt là về an toàn bức xạ, bởi bản chất là nếu tiếp xúc nhiều với tia X thì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Vì thế, nếu quá trình thi công không bảo đảm về vách chụp tia X sẽ gây hại cho cơ thể người, tổn thương các cơ quan trong cơ thể, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và trường hợp xấu có thể khiến người bệnh tử vong. Nếu chúng ta có X quang, có X-Pert là hai cái đi kèm với nhau, gọi là trên đường 2X, cùng với sự chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, người dân ủng hộ, người dân hiểu biết, thì chúng ta hoàn toàn có thể rất thành công trong thời gian tới. Ban đầu đã cho những kết quả có thể nói rằng hết sức là có triển vọng, và hy vọng rằng với những cái chiến lược như thế này thì trong từ giờ đến cuối năm chúng ta vẫn đáp ứng được cái chỉ tiêu phát hiện trong năm 2020, mặc dù chúng ta đã mất nửa năm, thậm chí là 8 tháng là phát hiện chậm khoảng độ 10-15%. Chúng ta sẽ bù lại bằng cách là phát hiện chủ động. Và điều đó không phải chỉ năm 20, mà chúng ta sẽ phải mở rộng tiếp trong những năm tiếp theo. Kể từ khi được công bố là đại dịch toàn cầu bởi WHO vào cuối tháng 1 năm 2020, virus corona COVID-19 đã gây tác động tiêu cực lớn đến sự phát triển của toàn xã hội, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, tâm lý người dân và các dịch vụ. Y tế có thể nói là một ngành chịu tác động hai chiều, nhưng chắc chắn là tác động tiêu cực xảy ra nhiều hơn. Do vừa phải bảo đảm công tác khám chữa bệnh thường xuyên, vừa đảm nhiệm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên rất nhiều cơ sở y tế xuất hiện tình trạng quá tải kéo dài. Với thiết bị xe chụp X-quang kỹ thuật số lưu động do Chương trình Chống lao quốc gia và Quỹ toàn cầu hỗ trợ, các địa phương sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phục vụ công tác khám sức khỏe lưu động cho người dân trên địa bàn. Đây là xe chuyên dụng, có hệ thống thiết bị khử khuẩn tốt, kỹ thuật số hiện đại, đọc phim tự động và trí tuệ nhân tạo được gắn trên xe với khả năng phát hiện bệnh phổi và những vấn đề liên quan đến đường hô hấp ở mức cao.
hệ thống xe chụp X-quang kỹ thuật số lưu động được đánh giá sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc chống lao của Việt Nam nói riêng và đảm bảo toàn dân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung.